Tiến xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Tiến. Tiến xin kính chúc mọi người có một ngày mới an nhiên và tốt lành. Thì cũng nhớ đăng ký kênh của mình để tiếp tục theo dõi những cái video tiếp theo được nhanh chóng và dễ dàng nhất. Thì hôm nay Tiến xin chia sẻ với mọi người một vài cái giống vạn thọ mà nhà Tiến tin tưởng để sử dụng nha. Chứ Tiến không có PR cho một cái sản phẩm nào nha. Đây là những sản phẩm mà nhà Tiến thực tế trồng, nó có hiệu quả nên Tiến sẽ giới thiệu cho mọi người có thể tham khảo thôi. Đó. Thì chuẩn bị, chúng ta đã vô tháng 10 âm lịch thì chúng ta sẽ chuẩn bị xuống giống cái hoa vạn thọ của chúng ta. Thì cái khâu đầu tiên nhất là cái giá thể thì cũng đã xử lý giống như cơ bản mà Tiến đã quay những cái video trước để trồng cho cái cây hoa cúc. Đó. Thì thứ hai nữa là đối với cái là giống thì chúng ta cần phải chọn những cái giống tốt để cho chúng ta có được một cái vụ mùa, có những cái giống tốt để giúp cho cái cây hoa được đẹp. Đó. Thì ở đây nhà Tiến sử dụng những cái loại hoa như thế này. Đối với hoa vạn thọ thì ở thị trường của nhà Tiến bán thì chuộng cái màu vàng chanh, thì Tiến sẽ chọn màu vàng chanh. Và ở đây người ta chuộng là chuộng cái vạn thọ lùng, thì Tiến sẽ sử dụng là vạn thọ thái lùng có nhãn hiệu là Mekong 45 của hạt giống rồng vàng. Đó. Còn mọi người ở thị trường của chúng ta nó thích cái màu hoa gì thì chúng ta lựa chọn màu hoa đó. Ví dụ màu hoa đỏ, màu hoa cam. Và dạng cây thì có là lùng nè, cao lở và cao. Thì tùy vào cái thị trường, tùy vào thị hiếu mà chúng ta lựa chọn cái giống hoa nào mà chúng ta trồng cho nó thích hợp với thị trường đó. Đó. Còn cái thời gian trồng đối với hoa vạn thọ, chúng ta nên lưu ý cái hướng dẫn sử dụng ở phía sau. Đối với vạn thọ Mekong 45 này thì thời gian sinh trưởng của nó là 58 đến 63 ngày. 58-63 ngày thì đối với miền Nam chúng ta có thể ương hạt từ ngày 24 đến 26 tháng 10 âm lịch. Ương hạt 24 đến 26 tháng 10 âm lịch. Chúng ta có thể ương hạt vào bầu, ương hạt vào bầu giấy nè, bầu lá chuối nè, hoặc là chúng ta làm những cái bãi ương bằng tro gom. Chúng ta làm những cái bãi dày dày và chúng ta rạch những cái đường, sau đó chúng ta sẽ để những cái hạt nằm trong những cái đường mà chúng ta rạch, cứ cách một lóng tay để một hạt, và sau đó chúng ta phủ lên một cái lớp giá thể nữa, tức là tro, và chúng ta sẽ phun nước tưới ẩm hòa chung với một vài giọt Atonit và chúng ta đậy lại. Đó. Tùy vào cái thời gian sinh trưởng mà chúng ta sẽ có những cái ngày ương khác nhau nha. Đây là những cái dòng 28 đến 63 ngày nè. Còn những cái dòng mới, những cái sản phẩm mà hoa mới sau này nó để ngày sinh trưởng ngày là 63, 68 ngày hoặc 65, 68 ngày đó, thì chúng ta nên lưu ý nha, nên lưu ý cái ngày thời gian mà để trong gói hướng dẫn nè. Nếu mà để 63, 68 ngày thì chúng ta nên ương trước nha. Ương trước là tức là cỡ khoảng từ ngày 22 đến 24 tháng 10 âm lịch. Đó, tùy vào loại hoa mà chúng ta có được cái thời gian ươm hạt nó khác nhau, chứ không phải là loại nào cũng giống loại nào nha mọi người. Đó, chúng ta nên nhớ lưu ý, mua xong chúng ta nên lựa chọn nè, thái lùng hoặc là cao lở hoặc là lở hoặc là cao đó, và cái màu sắc sao cho nó phù hợp với thị trường mà chúng ta bán. Thứ hai nữa, chúng ta lưu ý cái thời gian mà chúng ta vụ đông xuân nè, cái thời gian của nó là bao nhiêu ngày. Đó là chúng ta nên nhìn thật là kỹ để chúng ta quyết định cái ngày ương hạt cho nó đúng Tết. Và thứ ba nữa là chúng ta nhìn cái hạn sử dụng của cái gói hoa của chúng ta để đảm bảo được cái tỷ lệ nảy mầm nó được tốt. Đó. Thì đây là nhà Tiến sử dụng cái mã là rồng vàng 45 đây. Vàng chanh, vạn thọ thái lùng. Đó. Còn vạn thọ ban mai hay còn gọi là cúc mai hoặc vạn thọ nhung đó, thì ở đây cái màu hoa là đỏ nè, vàng vàng nè, hay còn gọi là hoa vạn thọ ban mai nhung đó, thì có cái mã như sau. Đây là vạn thọ, đây mã là FVN140 nè. Đó, thì cái thời gian của vạn thọ ban mai nhung này, cái thời gian ương đối với nhà Tiến thì là cũng rơi vào từ ngày 24 đến 26 tháng 10 âm lịch nha. 24
đến 26 tháng 10 âm lịch thì nhà Tiến cũng tiến hành gieo hạt cái vạn thọ Thái cũng như là vạn thọ Ban Mai. Thì vạn thọ Ban Mai của nhà Tiến sử dụng đây là các màu như thế này, tức là cánh đỏ viền vàng hay còn gọi là vạn thọ Ban Mai nhung với cái mã số là 140 nè. Đó. 140. Còn tùy vào thị trường của mọi người như thế nào thì chúng ta lựa chọn cái màu hoa cho nó đẹp, cho nó thích hợp với thị trường để chúng ta nó dễ bán hơn nha. Đó. Đôi khi mọi người có thích là màu vàng, tức là Ban Mai, tức là mà vạn thọ mai đó, vạn thọ mai, tức là nguyên toàn bộ cánh nó vàng hết giống như cái bông mai vậy. Hoặc là có những cái nhiều màu khác nữa, màu đỏ chẳng hạn, mít đó. Nó có rất là nhiều màu và chúng ta lựa chọn được cái màu đẹp phù hợp với thị trường để chúng ta bán cho nó được dễ khi mà chúng ta trồng đó. Đó, thì đối với nhà Tiến thì Tiến sử dụng cái mã này, đó là cái vạn thọ Ban Mai nhung nha, vạn thọ Ban Mai nhung. Đó, thì khi mà chúng ta mua hoa hoặc là bất kỳ cái loại hạt giống nào thì chúng ta nên đọc những cái thông tin hướng dẫn sử dụng, cũng như là chúng ta kèm với cái hạn sử dụng, cái hạn sử dụng của cái gói hạt giống mà chúng ta mua, để giúp cho cái tỷ lệ nảy mầm nó được tốt, nó còn hạn sử dụng thì cái chất lượng hạt giống nó vẫn còn giữ được chất lượng tốt như trên bao bì khuyến cáo. Đó. Thì cái khâu đầu tiên mà khi mà chúng ta xuống giống đó, thì chúng ta nên nhớ là tạo những cái bầu hoặc là tạo những cái bãi ương. Thì trước khi mà chúng ta chọn cái vị trí ươm thì chúng ta nên nhớ xịt thật là kỹ các loại thuốc như là côn trùng, kiến, để tránh cái hiện tượng là nó gây hại đến cái hạt giống của chúng ta khi mà chúng ta bỏ hạt vào những cái giá thể, vào những cái bãi ương, hoặc là chúng ta bỏ hạt vào những cái bầu đó. Và chúng ta bỏ hạt như thế thì có rất là nhiều cái cách bỏ hạt. Thì đến cái ngày mà Tiến bỏ hạt, Tiến sẽ quay hướng dẫn cho mọi người lại một lần nữa chính xác về kỹ thuật bỏ hạt. Nó khá là đơn giản chứ nó không có phức tạp gì cả. Chúng ta có thể mua hạt giống về và chúng ta tự ươm hạt ở nhà thì nó rất là tốt và nó rất là hiệu quả, tiết kiệm được cái chi phí nữa. Đó. Thì đối với những cái hạt vạn thọ như thế này thì nên nhớ nha, lựa chọn đúng cái màu sắc và đúng cái kích thở của cây, tức là lùn, cao lở và cao. Đó, và cái màu sắc cũng như là chúng ta lật ở phía sau xem những cái thời gian sinh trưởng của cây như thế nào để chúng ta quyết định cái ngày mà chúng ta xé gói hạt giống ra và chúng ta ươm hạt cho cái cây hoa nó đỡ hoa được đúng vào dịp Tết để chúng ta bán. Đó. Và chúng ta cũng nên nhớ là khi mua thì chúng ta nên nhớ là cái thời hạn sử dụng của cây hoa, của cái gói hoa mà chúng ta mua đó, nó còn hạn sử dụng hay không. Đó. Đó. Thì Tiến, mọi cái chi tiết thắc mắc về kỹ thuật trồng thì mọi người cứ để lại dưới bình luận, Tiến sẽ vô trả lời trực tiếp nhanh chóng, cũng như là thông qua số Zalo trên màn hình của Tiến, đó là 0978 248 281. Tiến sẽ vô trả lời trực tiếp và tận tình. Thì đến đây Tiến cũng xin kính chúc mọi người có được một cái vụ mùa, một vụ hoa trúng mùa, trúng giá, bội thu và chiến thắng nha. Tiến một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và kính chào.